sớm cất tiếng hát cho lòng ta thật thoải mái, vui tươi cùng nhau sẽ chia niềm hạnh phúc trong đời, bước vun bước bao niềm tin trong từng giây phút cùng vẽ lên màu sắc tình yêu. Lương Minh Hải xin chào mừng tất cả quý vị đang đến với Vui Sống Mỗi Ngày. Bạn đừng bỏ lỡ những chủ đề, những thông tin cập nhật về thời trang và làm đẹp của ngày hôm nay. Mùa thu đông năm nay, bạn sẽ diện những bộ cánh nào xuống phố? Vui Sống Mỗi Ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn những phong cách thời trang đường phố thật cuốn hút, sành điệu và thanh lịch dành cho những ai muốn mình thật hợp mốt khi trời bắt đầu se lạnh. Một điều đặc biệt nữa, phóng sự thời trang này được chúng tôi thực hiện tại thành phố Đà Lạt, xứ sở ngàn hoa thơ mộng. Quý vị nhớ đón xem trong mục trò chuyện cuộc sống. Và ngoài ra, phần kỹ năng sẽ giới thiệu đến các bạn cách làm son dưỡng môi trong mùa lạnh tại nhà. Bạn hoàn toàn có thể tự làm được nếu áp dụng cách mà chúng tôi hướng dẫn. Gian bếp của chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị cách làm món bánh dứa thật lạ miệng và độc đáo. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu chương trình với những thông tin chọn lọc về thời trang và làm đẹp. Từ những đôi giày cổ cao kiêu kỳ đến những đôi boot sành điệu hiện lên thật sống động trong những họa tiết lãng mạn, sắc màu độc đáo. Xu hướng giày mùa thu đông 2014-2015 sẽ khiến bạn phải trầm trồ. Giày gót nhọn, những đôi giày gót nhọn luôn có một ma lực khó cưỡng, biết cách lấy lòng những quý cô khi tung hô những đôi chân dài miên man hay tôn tạo chất thanh lịch mà đầy quyến rũ. Vì vậy không hề ngạc nhiên khi nó vẫn là xu hướng lớn của mùa này, tuy nhiên được thiết kế mới mẻ và độc phá hơn. Giày gót vuông to bản, không mang kiểu dáng tinh tế thanh thoát như những đôi giày gót nhọn, giày gót vuông to bản cổ điển lại sang trọng, thoải mái nâng bước chân những quý cô trong những ngày thu đông. Kiểu giày này nổi bật với phần đế vuông to bản chắc chắn, cũng vì vậy mà mùa này nó trở thành đề tài sáng tạo cho những nhà thiết kế biến hóa họa tiết hoa văn vô cùng bắt mắt. Giày đế xuồng. Giày đế xuồng dễ dàng di chuyển bởi gót giày liền mạch và bằng phẳng. Tuy nhiên, giày đế xuồng vẫn giữ được nét thanh lịch, quyến rũ của những đôi giày cao gót. Bút cổ cao luôn đứng đầu danh sách những món đồ cần phải có khi tu đông về. Chúng hội tụ đầy đủ những nét thoát cách dành cho một quý cô thời thượng tại những đô thị lớn. He took her to a movie. When they cut off the phone. Giày Gladiator, giày chiến binh. Những làn gió mới lạ khơi nguồn cảm hứng từ những hình ảnh chiến binh đấu sĩ mạnh mẽ thời Hy Lạp cổ đại. Giày Gladiator với lớp vỏ dây buộc và quai đầy cá tính chắc chắn sẽ là một trong những món đồ đầy mơ ước của những tín đồ thời trang trong mùa thu đông năm nay.